gian hàng bị noa ánh sáng lựa chọn trở thành thích hợp giả, cưỡng ép tại vô số mọi người nhìn chăm chú hạ biến thân ung tra mần xuyên qua địch ca ung tra mần thế giới. Ngay khi anh ta nhận ra trạng thái của mình và cảm thấy tuyệt vọng về tương lai của mình để trở thành kẻ thích nghi ung tra mần của Nai. Hắn phát hiện mình thừa hưởng ánh sáng, tự hồ đặc biệt cường đại. Gôn Giang Ngày đó, nít một câu cũng không nói, đi lên chính là hai cái, ta trực tiếp qua đời tại chỗ người kia chấm ri chấm a chấm l o Ai nói rằng chỉ có sự ràng buộc, bóp cổ thế hệ những người có khả năng? Một nhóm người hung dữ của Nick. Gatanger. Tôi đã luôn luôn có thể đánh bại tôi ngoại trừ Starkan Digger, nhưng cho đến ngày đó, Blue Giang xuất hiện, anh ta thậm chí không biến thành hoàn toàn cơ thể. Tân thành chân do Mỹ. Giang hàng KK siêu cấp đẹp trai A, Giang hàng. Cơ thao chớ sáu Đúng rồi, ai nói cho tôi biết mật mã noa là bao nhiêu mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một vạn chúng nhìn trừng trừng biến thân ni sơ bạn đang nghe tại truyện chấm audio noa đại thần có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng a à? chúng ta không cần phải đi đến tình trạng này chứ tốt xấu gì cũng cho ta một quyền lựa chọn a à. trong đường hầm thời không rực rỡ luồng quan mang đầu tiên của vũ trụ mang theo một đạo ý thức xuyên qua không gian vô tận lúc này đang xuyên qua không biết cái nào thế giới gian hàng tâm đều muốn lạnh thấu cách đây không lâu anh còn là một nhân viên giao hàng mặt hoàng bào kết thúc một ngày làm việc vất vả về nhà nghỉ ngơi vừa mới trở lại nhà trọ dưới lầu gian hàng liền nhìn thấy một đạo hào quang sáng chói trống rỗng xuất hiện thập phần ngang ngược đem hắn bao vây. Hắn ở trong ánh mắt trung động của vô số người, cư nhiên hóa thành nại khắc sắc tư ung tra mần trong phim đặc biệt. Ti sáng đầu tiên của đại vũ trụ, tư thái ban đầu của ung tra mần noa cực đoan trong truyền thuyết, nít ung tra mần. Thân thể trắng bạc thần thánh vĩ ngạn tự như thần thánh thánh khiết, đứng lặng ở trung tâm thành thị. gian hàng biến thân nại khắc tư ung tra mần rõ ràng nghe được người chung quanh thảo luận, cùng với vô số áo mê kinh hô cùng sùng bái chỉ bất quá không có duy trì liên tục quá lâu, nai cờ ung tra mần cư nhiên xuất thủ xuyên toa không gian, không biết đi hướng phương nào. Cuối cùng tại vô số người nằm rảnh thanh âm, nại khắc sắc tư ung tra mần rời đi. Đồng thời, một đoạn ký ức tin tức hiện lên trong lòng, báo cho gian hàng một ít tình huống cơ bản. Giống như câu nói của chuẩn ca, ánh sáng là sợi dây liên kết, sẽ có người thừa kế nó và tỏa sáng trở lại. Hắn đã được chọn. Lúc mới bắt đầu, gian hàng thập phần vui sướng cao hứng. Là một trạch nam, cho dù hiện tại trở thành nhân viên bán hàng mặt hoàng bào, vẫn khát khao trở thành ung tra mần. Nhưng đợi đến khi hắn cao hứng qua đi, mới phát hiện mình bước vào một cái hố to. Niềm vui vốn có đã biến mất không thấy nữa. Bởi vì biến thân thành nại khắc sắc tư ung tra mần, thật sự sẽ muốn chết. Nại khắc sắc tư ung tra mần cùng những ung tra mần khác bất đồng, biến phía sau bất luận thương thế nào đều sẽ đồng bộ nhân gian thể hơn nữa mỗi một lần chiến đấu đều có thể là nhân gian thể cuối cùng một lần chiến đấu khi nào chết trong chiến đấu điều này cũng không kỳ quái có rất nhiều người hâm mộ áo đấu trêu chọc chỉ là liên kết bắp cổ thế hệ này qua thế hệ khác nguyên tắc bên trong ni sơ nhân gian thể trên cơ bản đều không có mấy cái kết cục tốt gian hàng thân là một người bình thường hắn không cho rằng mình có thể so sánh với biểu hiện của những tiền bối này hắn sợ chết nếu như có thể hắn muốn cùng noa đại thần thương lượng một chút có thể hay không đổi một ung tra mần dù là yếu một chút hắn đều có thể có chuẩn bị tâm lý tốt hơn dường như trong đường hầm thời không không có điểm cuối gian hàng vẫn luôn cố gắng trao đổi với noa để cho hắn bất đắc dĩ chính là noa không có bất kỳ hồi âm nào xong đời rồi Giang Hàng nhìn mình xuyên qua đường hầm thời không, khẽ thở dài. Noa đại thần, ngươi phân hóa ra vô số luồng quan, cứu vớt vô số vũ trụ. Nhưng là, trong đó một luồng ánh sáng chọn chúng ta, khẳng định biết tin tức của ta đi. Đại thần, cầu xin anh trả lời đi. Giống như lúc ban đầu, không có bất kỳ hồi âm nào. Chán nản, Giang Hàng thậm chí bắt đầu ngủ. Hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở xét, nhưng không thể khống chế. Nghĩ đến chỉ có đến nơi, hắn mới có thể tự do hành động. Đã tới chi, tắc an chi. Không còn lựa chọn nào khác, Giang Hàn cũng không tiếp tục kiên trì. Không biết qua bao lâu, Giang Hàn bỗng nhiên thấy được cuối đường hầm thời không, cuối cùng cũng đến trạm rồi sao? Trong lòng Giang Hàn tràn đầy kích động. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn nhìn đường hầm thời không không có điểm cuối. Đường hầm thời không rất thiên vị nát, cũng rất xinh đẹp, nhưng xem nhiều cũng sẽ cảm giác chết lặng. Dưới tâm tình kích động của gian hàng, tốc độ của nại khắc sắc tư tự hồ cũng nhanh hơn vài phần. Sau khi Nasi thoát khỏi đường hầm thời không, gian hàng trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình khôi phục khống chế lực. Rốt cục có thể điều khiển sao? Trong bầu trời đêm đen kịt, gian hàng quan sát tình huống chung quanh, nhìn đô thị phồn hoa đèn đuốc sáng trưng xa xa, trong nháy mắt hiểu ra. Hắn xuyên qua đến một cái xã hội hiện đại thế giới này cùng hắn nguyên bản thế giới phi thường giống nhau. Hống. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ hung hãn hấp dẫn sự chú ý của Giang Hàng. Hả? Giang Hàng theo thanh âm nhìn lại, một con quái thú thân hình khôi ngô cường tráng tùy ý hoành hành trong thành phố. Thân thể quái thú khổng lồ có được lực lượng vô cùng, tùy ý đi lại cũng có thể làm cho tòa kiến trúc thành thị này gào thét. Bất cứ công trình kiến trúc nào đối mặt với con quái thú này đều yếu ớt như đậu hũ, Chạm vào là vỡ. Vô số người đang phát ra âm thanh hoảng sợ, chạy trốn khỏi con quái thú này. Đó là một con quái thú vô cùng quen mắt, thời thơ ấu đã vô số lần nhìn thấy trong địch già ung tra mừng. Quái vật siêu cổ đại. Gôn gian dưới chân quái thú có người. Giang hàng nhìn thấy đường đi của ca nhị tán, một thân ảnh ngã xuống. Đến lượt ta lên. Giang hàng không nhìn kỹ, trực tiếp hóa thành một đạo ngân bạch quang mang nhằm phía ca nhị tán. PS. Độc giả các đại thần, manh tân sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Lần đầu thảo phạt gôn gia. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Lúc này, dưới chân gôn gian nữ sinh xinh đẹp kinh ngạc nhìn quái thú ca nhị tán đang tiếp cận, nhẹ giọng nỉ non. Ca ca, không xứng. Nàng đã không có khả năng chạy thoát, tử vong tựa hồ một giây sau sẽ giáng lâm. Tân thành chân do Mỹ chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Cùng lúc đó, một đạo ngân bạch quan mang đột nhiên xông vào chiến trường, hung hăng một cái phi đá trúng quái thú ca nhị tán. Âm. Hống tiếng va chạm đinh tai nhức ốc vang lên, nương theo thân thể ca nhĩ tán đập trên mặt đất nhất lên bão các bụi bầm. Cả thành phố đều chấn động, giống như động đất. Tân thành chân do Mỹ phát hiện mình còn chưa chết, vì thế chậm rãi mở mắt. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong mắt nàng. Một người khổng lồ toàn thân màu xám bạc đang đứng lặng trước người mình, thân thể vĩ ngạn tản ra quan mang nhu hòa. Vốn là tuyệt vọng sắp tử vong, đều ở trong quan mang giật tán vỗ về. Ngươi khổng lồ. Tân thành chân do đôi mắt đẹp si ngốc nhìn Giang Hàng, ngươi là tới cứu ta sao? Giang Hàng không chú ý đến người mình vô tình cứu, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm quái thú ca nhĩ tán xa xa bị mình một kích đá ngã. Hắn đã xem rất nhiều kịch bản đặc biệt, thập phần hiểu rõ tình huống của mình. Na thần ung tra mần mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng có cái giá rất lớn. Trước khi được chọn, hắn chỉ là một người bình thường lần đầu chiến đấu nhất định phải cẩn thận bất kỳ phân tâm nào cũng có thể tạo thành nguy hại cực lớn đối với hắn quái thú gôn giang không ngừng phát ra tiếng rống đau đớn dãy dụa từ mặt đất đứng lên khi nó nhìn thấy gian hàng biến thân thành đại khắc sắc tư trong nháy mắt phát ra tiếng rít gào hung ác mặc dù quái thú chỉ có trí lực cơ bản nhưng quái thú gôn giang nhìn thấy ni sơ trước tiên nó muốn xé nát người khổng lồ màu xám bạc toàn thân tỏa ra quan mang này. Truyền thừa ba ngàn vạn năm trước, khiến cho quái thú ca nhĩ tán chủng tộc này đem dáng người người khổng lồ ánh sáng khắc thật sâu vào gian. Hống Ca nhĩ tán hung ác trích gào, thân thể thật lớn vọt về phía gian hàng. Mỗi một bước mặt đất đều run rẩy, tự hồ không chịu nổi quái thú siêu cổ đại tức giận này. Có chút hung a, à, không hổ là quái thú dao động đại địa. Giang Hàng lực chú ý hoàn toàn tập trung ở quái thú ca nhị tán phía trên, hắn cũng không hy vọng mình trận chiến đầu tiên chính là một cái bài trận. Không chút do dự, Giang Hàng đem quan lực hội tụ ở tay phải, trực tiếp đánh ra một quyền. Âm. Tiếng vang nặng nề truyền đến, mặc dù khiên giáp kiên cố của ca nhị tán cũng bị một kích này của Giang Hàng đánh cho không ngừng rút lui. Hả? Giang Hàng nhìn ca nhĩ tán lùi lại, trong lòng kinh ngạc. Kỳ quái! ca nhĩ tán này có phải có chút yếu hay không? Tuy rằng hắn am hiểu chiến đấu, nhưng một kích kia đơn thuần kiểm tra quái thú gôn gian lực lượng, căn bản không có phát huy bao nhiêu lực lượng. Hắn muốn mượn gô nhĩ tán, xem thử mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bây giờ xem ra, nếu con quái vật gôn gian này không đặc biệt yếu, thì chính là hắn mạnh hơn một chút. Thừa thắng truy kích Giang hàng phát hiện gôn gian đối với mình uy hiếp rất thấp, không có bất kỳ do dự nào hắn muốn đánh chó rơi xuống nước. Gôn giang yếu đuối như vậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kết thúc nó. Quái thú ca nhĩ tán bị giang hàng đánh cho đau đớn kịch liệt, đồng dạng hiểu rõ chênh lệch cực lớn giữa hai bên. Nó là quái thú, chỉ có trí lực cơ bản là không sai. Bản năng quái thú ca nhĩ tán cũng không kém chút nào, hiểu rõ đạo lý tránh né cường giả. Giang Hàng nhìn thấy quái thú ca nhị tán từ cổ đến đỉnh đầu cư nhiên hội tụ năng lượng màu tím rực rỡ, lập tức hiểu được ý nghĩ của nó. Con quái vật gôn giang muốn đánh bại nó bằng một đòn tấn công năng lượng. Xem qua không biết bao nhiêu lần địch già ung tra mần, hắn thế nhưng là không nên quá hiểu rõ quái thú gôn giang năng lực. Một kích này, rõ ràng là quái thú ca nhĩ tán hội tụ năng lượng toàn thân, tập trung bắn ra một kích. Siêu âm tấn công Giang Hàng không muốn né tránh, trực diện nên đón. Trải qua so sánh vừa rồi, hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Quái thú ca nhị tán cho dù phóng ra một kích này, cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tuy rằng rất tự tin, nhưng Giang Hàng vẫn hội tụ quan lực bao phủ cánh tay. Trong nháy mắt, sóng siêu âm của quái thú gôn giang đột kích. Giang Hàng ngăn hai tay lại, trực tiếp nghênh đón. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm nhận được sức mạnh từ cuộc tấn công của quái vật gôn gian mặc dù hai tay bao phủ quan lực vẫn cảm giác được từng trận tê dại cảm giác giống như là điện giật bình thường quả nhiên thực lực của ca nhĩ tán này tựa hồ không được tốt lắm gian hàng thầm nghĩ trong lòng vừa chống đỡ công kích của quái thú ca nhĩ tán vừa xông lên khoảng cách càng lúc càng gần gian hàng không chần chừ trực tiếp tấn công âm lực lượng thật lớn đánh trúng khuôn mặt dữ tợn của ca nhị tán, đánh nó bay ngược ra ngoài. Thân hình khổng lồ nện xuống mặt đất, không biết có bao nhiêu phòng ốc xui xẻo hoàn toàn biến thành phế tích. Đối với việc này, gian hàng tuyệt không quan tâm. ts Độc giả các đại thần, manh tầng sách mới cầu cấp giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 3 Thiếu nữ trong mộng bạch mã vương tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nếu như chọn trúng hắn chính là ung tra mần khác, hắn nhất định sẽ để tâm một chút, tận lực cam đoan sẽ không lan đến. Nhưng là nại khắc sắc tư không được A, à, trở thành thích năng giả sau, mỗi một lần chiến đấu đều là tiêu hao tự thân thể lực. Thân là nguy hiểm nhất ung tra mần nhân gian thể tùy thời đều có thể phát sinh tánh mạng nguy cấp. Hơn nữa thảo phạt quái thú, có một chút tổn thất, rất bình thường. Giang hàng nhìn ca nhĩ tán kêu thảm, đôi mắt bình tĩnh. Kết thúc rồi. Một kích cuối cùng. Lực lượng vũ trang ne xét hai tay giang hàng hội tụ ánh sáng màu vàng rực rỡ, hai tay đang xen trước ngực. Thập tự quan. Phong bạo. Đây là hắn ở vào màu xám bạc hình thái, cũng chính là còn nhỏ hình thái số ít có thể phóng thích ánh sáng kỹ năng, có được lực lượng cực kỳ cường đại, nhiệt độ cực cao kim sắc tia phong bạo từ cánh tay mãnh liệt mà ra, năng lượng khủng bố đánh trúng quái thú ca nhị tán. Quái thú gôn gian khổng lồ nặng nề kiên cố thân thể không có một tia năng lực ngăn cản, trực tiếp tại chỗ nổ tung. âm. vô số quái thú tổ chức mạnh vỡ bay tán loạn bốn phương tám hướng. những tổ chức quái thú này vừa mới bay qua lại được bao xa đã hoàn toàn bị chôn vùi hầu như không còn. Giang hàng nhìn chỗ ca nhĩ tán vốn tồn tại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thắng lợi. Cũng tốt, không có lật xe. Hắn cũng là một người mê ảo thuật, thập phần hiểu rõ năng lực của nại khắc sắc tư. Quái thú gôn gian chính diện ăn một cái thập tự quan, bảo táp, không có khả năng có sống sót cơ hội. Này so với những ung tra mần khác, có một đặc tính không giống người thường ánh sáng công kích của nại khắc sắc tư đều kèm theo nhiệt độ cực độ khủng bố. Lợi dụng nhiệt độ cực cao, đem quái thú hoàn toàn hủy diệt, dù là một tế bào cũng sẽ không lưu lại. Len Ken Giang hàng đang muốn cẩn thận quan sát thế giới này, bỗng nhiên phát hiện đèn năng lượng trên ngực mình lóe lên. Năng lượng không đủ. Thời gian chiến đấu 3 phút, nhanh như vậy đã tới. Quên đi, giải trừ biến thân trước dù sao mỗi một giây duy trì biến thân, tiêu hao đều là thể lực của mình. gian hàng có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn xung quanh tìm một chỗ không có người. Thân hình màu xám bạc thần thánh vĩ ngạn hóa thành vô số quan mang tiêu tán, phản phất chưa từng xuất hiện. Người khổng lồ, biến mất rồi. Tân thành chân do Mỹ nhìn vị trí gian hàng biến mất, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Rõ ràng vừa mới còn ở đây cô còn muốn tìm cơ hội nói lời cảm ơn với người khổng lồ ánh sáng đã cứu mình. Cách đó không xa hẻm nhỏ, gian hàng giải trừ biến thân vịnh vách tường hai chân như nhũng ra. Mát, gặp lão tội. Nai sắc tư quả nhiên là ung tra mần hố nhất a. À. Mạnh thì mạnh, nhưng di chứng của mạnh cũng rất rõ ràng. Gian hàng cảm giác choáng váng, giống như là ba ngày không có ăn cơm, toàn thân lực lượng đều đã biến mất không còn. Ngay cả đi ra khỏi hẻm nhỏ, đều là hắn bằng vào ý chí cuối cùng miễn cưỡng đi ra. Giang hàng sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, thân thể hướng mặt đất ngã xuống. Trước khi đói đến ngất xỉu, trong lòng giang hàng chỉ có một ý nghĩ. Sau này tuyệt đối không giả bộ nữa, loại tiêu hao này quá kinh khủng. Chuẩn ca, liên đệ, hai vị tiền bối các ngươi làm sao kiên trì được. Phu phu. Thanh âm giang hàng ngã xuống hấp dẫn sự chú ý của chân do Mỹ ở Tân Thành, ai, có người. Tân Thành chân do Mỹ nhìn thấy Giang Hàng hôn mê, lập tức chạy tới. Này, tiên sinh, ngài làm sao vậy? Kêu vài tiếng, Tân Thành chân do Mỹ phát hiện Giang Hàng không có phản ứng, quyết định mang hắn đi, tìm nhân viên cứu viện TCL tìm kiếm trợ giúp. Khi cô nâng Giang Hàng ngất xỉu dậy, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh diễm. Nam sinh thật đẹp trai. Tân Thành chân do Mỹ kìm lòng không đậu nói ra những lời này, sau khi phản ứng lại, khuôn mặt tươi cười ngây ngô ửng đỏ, nhìn trái nhìn phải bảo đảm không ai. Ha ha, may mà xung quanh không có ai, nếu không sẽ chết mất. Thật do Mỹ, ngươi cư nhiên cũng sẽ là hoa si đây. Tuy rằng rất thẹn thùng, tân thành chân do Mỹ như cũ thập phần từ tâm đánh giá gian hàng. Nam sinh này vô cùng đẹp trai như ánh mặt trời, phản phất giống như là anh hùng hoàng Mỹ của bạch mã kỵ sĩ mà mỗi trái tim trẻ con đều mơ ước chỉ cần tiếp xúc ngắn ngủi, Tân Thành Chân do Mỹ tự hồ có thể cảm nhận được Giang Hàng là một hoàng tử ôn nhu, cao thượng, tràn ngập quan huy. Tính cách lương thiện, tin tưởng chính nghĩa. Trong mắt Tân Thành Chân do Mỹ, Giang Hàng tự hồ lóng lánh hào quang chói mắt, nhu hòa tự như ánh mặt trời buổi sáng. Đẹp trai quá! Tân Thành Chân do Mỹ cố kỵ hình tượng của mình, trái tim thiếu nữ đập thình thịch không ngừng. Cô rất muốn giờ khắc này bảo trì vĩnh hằng, nhưng nghĩ đến gian hàng đột nhiên hôn mê, cảm thấy vẫn cần nhanh chóng đi tìm nhân viên cứu viện của TPC. Không biết qua bao lâu, gian hàng chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà trắng noãn, cùng với mùi nước khử trùng nồng nặc. Tôi đang ở bệnh viện, được cứu rồi sao? Nhớ lại ký ức trước khi ngất xỉu, gian hàng cảm giác như đang nằm mơ. Anh ta được chọn để trở thành một adapter của Nisert Ultraman. PS Độc giả các đại thần manh tân sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Tiêu hao rất lớn ung tra mừng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hắc hắc, các đồng hương nhất định rất khiếp sợ đi. Giang hàng nghĩ đến tình cảnh còn chưa xuyên qua, nhìn không được phát ra tiếng cười cậu đang ở dưới lầu nhà trọ, được noa quan chọn trúng. Trước mắt vô số người nhìn chăm chú, hắn biến thân thành nai thơ ung tra mừng. Một màn này, tuyệt đối bị vô số người nhìn thấy, có vô số người đều đang khiếp sợ. Rất nhiều người đều sẽ trợn tròn mắt, nguyên lai ung tra mừng là chân thật tồn tại. Cảm giác vui sướng của người trước hiển thánh tràn vào trong lòng, nhất là rung động của các đồng nghiệp, làm cho gian hàng đặc biệt sung sướng. Đáng tiếc, tiền ta vất vả tiết kiệm còn chưa tiêu hết. Giang hàng nhẹ nhàng thở dài. Không có xuyên qua trước, viện phúc lợi xuất thân hắn dứt khoát cự tuyệt vô số cơm mềm mời, lựa chọn hoàng bào gia thân. Làm việc vất vả một thời gian, vẫn tiết kiệm được một chút tiền tiết kiệm. Kết quả tiền còn không có tiêu hết, cư nhiên liền xuyên qua. Nghĩ tới đây, gian hàng có chút tiếc nuối. Sau một phen cảm khái hoài niệm cuộc sống, gian hàng cảm thụ được tình trạng thân thể thân thể khôi phục một ít, nhưng không nhiều lắm. Đôi mắt đen lấp lánh của Giang Hàng hiện lên một tia xấu hổ. Hắn xem như là buồn cười nhất xuyên Việt giả đi. Đường đường người xuyên Việt, người nào không phải trở thành nhân thượng nhân, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Chỉ có một mình hắn, lại bởi vì một hồi chiến đấu, cuối cùng đói đến hôn mê bất tỉnh. Lịch sử đen tối. Giang Hàng quyết định niêm phong đoạn ký ức này vĩnh viễn, không ai nói cho ai biết tình huống của tôi có chút rắc rối một hồi lâu sau gian hàng cuối cùng chạy thoát ra đói ngất xấu hổ bắt đầu tự hỏi tình cảnh của mình mặc kệ thế giới này là thế giới nào hắn có nhận ra hay không trước mắt có một vấn đề thập phần nghiêm trọng trạng thái hiện tại của hắn là hắc hộ không có thông tin nhận dạng muốn đi lại trong một xã hội hiện đại gần như muốn làm bất cứ chuyện gì cũng không thể phiền toái rồi nội tâm gian hàng ngưng trọng không có thân phận hắn cái này người xuyên việt tiên thiên liền muốn gian nan rất nhiều này anh tỉnh rồi lúc này cửa phòng mở ra thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu thanh âm truyền tới hả gian hàng nghe ngôn ngữ của thiếu nữ kinh ngạc không thôi nghe hồng ngữ ta làm sao nghe hiểu anh đọc không ít tác phẩm xuất sắc nhưng cũng hiểu được một số khẩu ngữ như nhã văn điệp mà giáo viên dạy xem ra đây là phúc lợi xuyên không nếu không, cũng không có phương hướng nào khác có thể giải thích nghe hiểu ngôn ngữ nê ông. gian hàng không có quá mức rối rắm, dù sao đều bị nại khắc sắc tư chọn trúng trở thành người thích hợp. Có thể nghe hiểu tiếng nê ông, cũng không phải là chuyện quá khoa trương. gian hàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, hơi sửng sốt. Khuôn mặt thiếu nữ thập phần xinh đẹp, khóe miệng tinh xảo lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào, giống như tiểu muội nhà bên đáng yêu. Đây cũng không phải là điều khiến gian hàng kinh ngạc nhất mà là bộ dáng thiếu nữ cư nhiên cùng một nhân vật hắn đã từng xem qua ở đặc nhiếp địch và lý thập phần tương tự. Thành phố mới chân do Mỹ, thành viên tổ chức y tế trực thuộc tổ chức hòa bình thế giới. Sau khi lớn lên, khi xem lại bộ phim đặc biệt này, hắn đã bị nhan sắc của thành phố mới hấp dẫn. Thậm chí có một lần cảm khái, người bao già rất tốt, tân thành chân do Mỹ cũng đâm vào hệ thống XP. Thành phố mới trước mặt thật sự từ cái đẹp so với trong phim đặc biệt càng thêm tinh xảo đáng yêu khuôn mặt ngây ngô một đôi mắt to bên trong tràn đầy đều là trong suốt ngu xuẩn Giang hàng trong lòng có một chút suy đoán trước mặt tân thành thật do mỹ không phải là vừa mới trưởng thành đi người cuối cùng cũng tỉnh a à. tân thành chân do mỹ đi tới bên cạnh giường bệnh Giang hàng ngồi xuống cầm lấy hoa quả nghiêm túc gọt nói ra ngươi hôn mê trọn vẹn một ngày một đêm đúng rồi lại nói tiếp ngươi rốt cuộc là tình huống gì a à? sao lại chết đói ở ven đường? Đói ngất xỉu. Ký ức vốn đã quên hiện lên trong đầu, sắc mặt gian hàng xấu hổ. Vốn còn đang may mắn, hắn được thành mới đáng yêu như vậy thật do Mỹ cứu. Hiện tại tất cả may mắn toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có muốn tìm cái khe đất chui xuống xấu hổ. Quá xấu hổ, đường đường người xuyên Việt, càng là Nisker Ultra mần thích hợp người. Hắn cư nhiên sẽ đói ngất đi, nếu để cho nguyên thế giới các đồng lưu biết chỉ sợ sẽ cười đau bụng đi tân thành chân do mỹ không biết trong đầu gian hàng nghĩ cái gì một bộ phá vỡ nồi đất hỏi đến cùng cô hoàn toàn không chú ý tới gian hàng hận không thể tiếp tục hôn mê qua một hồi lâu tân thành chân do mỹ phát hiện gian hàng chậm chạp không nói gì mới nghi hoặc hỏi này làm sao vậy không có gì gian hàng mỉm cười chỉ là thấy cô gọt táo không lên tiếng tránh quấy rầy cô Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đem đề tài xấu hổ này rời đi. Chủ đề này hoàn toàn có thể liệt vào lịch sử đen tối. Kỹ thuật gọt táo của tôi rất tốt. Tân Thành Chân Do Mỹ nhanh chóng gọt xong quả táo đưa cho gian hàng, khuôn mặt xinh đẹp tức giận. Cậu xem, có phải rất hoàn mỹ hay không? Gian hàng nhận lấy quả táo Tân Thành Chân Do Mỹ đưa tới, từ đấy lòng khen ngợi. Quả thật rất tốt. PS. Độc giả các đại thần Mạnh tân sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5. Gia vụ tinh thông tiểu hộ sĩ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ cần nhìn tạo hình quả táo thật sự được gọt đẹp ở thành phố mới là có thể nhìn ra cô là một nữ sinh vô cùng am hiểu việc nhà tài nấu nướng, việc nhà, cơ hồ không có gì không tinh thông. Điểm này, hắn không thể làm được. Tân thành chân do Mỹ nhìn gian hàng ăn táo, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Hắc hắc. Đúng rồi, hàng huyên nhiều như vậy, còn chưa giới thiệu lẫn nhau. Tên tôi là Shinseki Shinium, một y tá thực tập vừa mới gia nhập bộ phận y tế của TPC. Cũng là ta cứu ngươi về nha. Tôi tên là Giang Hàng. Giang Hàng trầm mặt một lúc lâu, vẫn nói ra tên của mình. Nội tâm của hắn có một chút thấp thỏm, dù sao chính mình không phải người của thế giới này. Nếu người có tâm điều tra một chút, nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Thật phiền phức a. À? Giang Hàng bất đắc dĩ không thôi. Xuyên Việt Phúc Lợi đưa một cái ngôn ngữ tinh thông còn chưa tính, tốt xấu gì cho một cái thân phận a. À? Xã hội hiện đại không có một thân phận, gần như nửa bước khó đi. Đường đường là người thích hợp với nai thơ ung tra mần, cơ hội bước đầu tiên cũng không qua được. gian hàng sao? Tôi biết rồi. Tân thành chân do Mỹ nói thầm một tiếng, tươi cười ngọt ngào. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong câu đó, bên tai tân thành chân do Mỹ hơi đỏ lên. Vậy sao? Chỉ giáo nhiều hơn. Vũng thành mới thật sự xuất hiện, khiến gian hàng có chút hứng thú. Nhưng hiện tại, Hắn trong đầu đều là đối với tương lai mê mang, căn bản không có tâm tư trò chuyện tiếp. Cho dù đối tượng nói chuyện phím là nữ sinh như tân thành chân do Mỹ. Không có biện pháp, bị cưỡng ép mang tới thế giới này, không có thân phận coi như xong, lại ngay cả tiền cũng không có. Giang hàng chỉ tưởng tượng cuộc sống tương lai, cũng cảm thấy một trận bi thương. Được sức chọn làm Adater đã đủ tuyệt vọng rồi. Thế nhưng phần tuyệt vọng này so với trở thành người thích hợp càng sâu sắc hơn làm sao vậy? Tân Thành Chân do Mỹ tò mò hỏi. Vừa rồi còn rất tốt, gian hàng sao đột nhiên lại thương tâm? Không có gì. Gian hàng lắc đầu. Hắn đã suy nghĩ tương lai ngủ ở cầu nào tương đối thoải mái. Thật sự không có việc gì sao? Tân Thành Chân do Mỹ hồ nghi nhìn chầm chầm gian hàng, hoàn toàn không giống không có việc gì. Tuy rằng gian hàng không nói gì, nhưng hơi thở u buồn bi thương kia, làm thế nào cũng không che giấu được. Đương nhiên không có việc gì. Khuôn mặt tuấn Mỹ của Giang Hàng lộ ra nụ cười sáng lạng. Được rồi. Shinimi không tiếp tục hỏi. Quan hệ giữa cô và Giang Hàng vừa mới quen biết, chưa đến mức cái gì cũng nói cho mình biết. Lúc này, Tân Thành Chân do Mỹ còn muốn nói cái gì, đột nhiên bên hồng PGI máy truyền tin thanh âm vang lên. PGI Communica đóng vai trò là thiết bị liên lạc của Tổ chức Hòa bình Trái Đất TPC, về cơ bản mỗi thành viên đều được phân phối. Nó tương đương với điện thoại di động khác, có chức năng cực kỳ thực dụng. Thành mới thật sự do Mỹ và Triều Giang hàng lộ ra một biểu tình ấy nấy, lập tức cầm lấy máy truyền tin PDF. Tân thành chân do Mỹ, sắp đến giờ làm việc rồi. Xin hãy đến phòng y tế trong vòng 5 phút. a à, nguy rồi. Tân Thành Chân do Mỹ lập tức xin lỗi gian hàng, xin lỗi, tôi còn có công việc. Rời đi trước, chờ sau khi công việc kết thúc, tôi lại đến xin lỗi anh. Không có việc gì, ngươi đi đi. Giang hàng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Tân Thành Chân do Mỹ rời đi. Tân Thành Chân do Mỹ sau khi rời đi, phòng bệnh lập tức an tĩnh lại. Giang hàng lặng lặng ngồi trên giường bệnh, suy nghĩ chuyện tương lai. Tình huống trước mắt có chút không ổn nhưng cũng chỉ là có chút không ổn. Vấn đề thân phận, có thể nghĩ biện pháp khác, cùng lắm thì không giải quyết. Ưu tiên phải giải quyết chính là, tại sao lại đến thế giới này? Đây là vấn đề gian hàng hoang mang nhất. Nếu bị ultra mừng lựa chọn trở thành thích hợp giả, hơn nữa đi tới thế giới này, nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ là dị sinh thú? Giang hàng nghĩ đến khả năng lớn nhất, có lẽ chính là nguyên nhân xuyên việc đến thế giới này. Dị sinh thú có thể nói là kẻ thù lâu năm của Nai ốt Mang, có được lực lượng cực kỳ khó chơi. Có thể hấp thu nhân loại mặt trái lực lượng không ngừng biến cường, đồng thời có được dù là còn lại một hạt tế bào, cũng có thể sống lại đáng sợ đặc tính. Chờ một chút, biến thân khí của ta đâu? Bỗng nhiên, Giang Hàng nhớ tới cái gì, vội vàng bắt đầu sờ soạn trên người mình. Hắn muốn biến thân nại khắc sắc tư ung tra mần, nhất định phải sử dụng biến thân đạo cụ tiến hóa tín nhiệm giả. Nếu người tin cậy tiến hóa mất đi, vấn đề sẽ lớn. gian hàng tìm một vòng, phát hiện người tin cậy tiến hóa đang đặt trên ngăn tủ cạnh giường bệnh. Tủ đầu giường trống rỗng bày biện tạo hình kỳ lạ, giống như thần kiếm tiến hóa tín nhiệm giả. Hô, vẫn còn tốt. gian hàng thu hồi người tin cậy tiến hóa, cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp nhu hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người tín nhiệm tiến hóa nếu mất đi, đây cũng không phải là ở trong đặc nhiếp, hắn không nhất định có thể tìm trở về. Ngươi để cho ta đi tới thế giới này, có dụng ý gì đâu. Giang hàng nhìn người tin cậy tiến hóa trong tay, nhẹ giọng nỉ non. PS Độc giả các đại thần, manh tân sách mới cầu cấp giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6 Mây Umi không muốn chia sẻ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiến hóa tín nhiệm giả chỉ là một cái biến thân thiết bị, làm sao có thể lý giải gian hàng ý tứ, chỉ là tự mình lóe ra quan mang. Gian hàng nhìn đến đây, tuyệt không bất ngờ. Hắn tin tưởng tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ biết. Gian hàng rất nhanh đã đặt tất cả những chuyện này sang một bên, hắn hiện tại có một chuyện quan trọng hơn. Nó đói rồi, bây giờ phải ăn chút gì đã. Chiến đấu với ca nhĩ tán, tuy rằng toàn bộ quá trình nghiền ép, nhưng chiến đấu vẫn tiêu hao không ít thể lực. Biện pháp tốt nhất để bổ sung thể lực, đương nhiên là ăn cái gì đó. Cùng lúc đó, phòng học bộ phận y tế cách phòng bệnh không xa. Một đám thanh xuân hơi thở giàu dạt TFC thực tập nhóm y tá đang vây quanh cùng một chỗ, liếu riếu thảo luận cái gì khu phòng bệnh có một đại ca ca bệnh nhân siêu cấp ôn nhu đẹp trai đấy đẹp trai cỡ nào ta cũng không biết nghe các tiền bối nói phi thường đẹp trai loại kia một y tá nhỏ đôi mắt lộ ra vẻ khát khao cơ bản mỗi một nữ sinh xem qua đều cảm thấy giống như bạch mã hoàng tử ta nghe nói qua đại ca ca kia ta nhớ rõ hắn hình như là do mỹ dẫn vào có phải thật hay không chúng ta trực tiếp hỏi chân do mỹ không được sao Tân thành chân do Mỹ nhìn thấy các y tá tỉ muội khác nhìn chầm chầm ánh mắt phản phất lóe ra quan mang của mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể, cô thật sự không muốn các chị em y tá khác biết. Lén lúc nhìn gian hàng gì gì đó, chỉ cần cô là đủ rồi. Cuối cùng tân thành chân do Mỹ vẫn không chịu nổi nhiều người hỏi như vậy, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Bao gồm cả lời đồn gian hàng rốt cuộc có đẹp trai hay không giống như bạch mã hoàng tử trong mộng của mỗi nữ sinh trong phòng bệnh ánh mắt gian hàng mờ mịt nhìn y tá thực tập trước mặt có chuyện gì sao từ nửa giờ trước bắt đầu cái này chỉ có một mình hắn phòng bệnh giống như là đã xảy ra đại sự đồng dạng một cái lại một cái thực tập tiểu y tá nối liền không dứt mỗi một cái sau khi tiến vào đều là hai mắt tỏa sáng gian hàng đều cho rằng có phải mình bị bệnh ở đâu hay không kết quả những y tá thực tập này chỉ hỏi đơn giản rồi rời đi không có gì chỉ là kiểm tra theo thông lệ. Một y tá cố gắng giữ giọng bình tĩnh, sau đó lại làm bộ kiểm tra một phen mới rời đi. Mãi đến khi ra khỏi phòng bệnh, đảm bảo gian hàng không nhìn thấy, cô y tá mới phát ra tiếng kinh hô. Nghe âm thanh bên ngoài phòng bệnh truyền đến, gian hàng thở dài một tiếng. Cho dù hắn có trì độn, hiện tại cũng nên phát hiện vấn đề. Những tiểu y tá này tự hồ đều hướng về nhan sắc của hắn mà đến. Khó làm đôi mắt Giang Hàng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đối với việc này, hắn cũng không có cách nào. Trong nửa giờ kế tiếp, Giang Hàng có thể khẳng định, hắn hẳn là đã gặp qua tất cả y tá thực tập. Tuy rằng đều đeo khẩu trang, nhưng là cái loại này trong suốt mang theo ngu xuẩn khí chất, đây là như thế nào đều che giấu không xong. Thẳng đến giữa trưa, các y tá thực tập lúc này mới lưu luyến rời đi. Rốt cục kết thúc. Giang hàng hơi mệt mỏi dựa vào giường bệnh. Một buổi sáng này, hắn ít nhất bị 30 cái trở lên thực tập các y tá gọi lại. Mỗi người đều cho anh ta kiểm tra sức khỏe cơ bản. Giang hàng vô cùng tin tưởng, những y tá thực tập này đều mượn danh nghĩa kiểm tra len lén hài hòa. Mấu chốt hắn còn không có cách nào, dù sao bệnh nhân chính là muốn phối hợp với bác sĩ. Lúc này, Thành mới thật từ thanh âm đẹp truyền đến. Giang hàng, tôi mang cơm trưa tới cho anh. Giang hàng theo thanh âm nhìn lại, tân thành chân do Mỹ bưng bàn ăn đi vào, cười rất vui vẻ. Giang Hàng, anh không vui sao? Giang Hàng không có nhiều động tác, biểu môi ghét bỏ. Một buổi sáng, ba bốn mươi lần kiểm tra. Ngươi cảm thấy ta vui vẻ sao? Hắn không hiểu nghề y tế này, nhưng đại khái vẫn hiểu được một ít. Nào có nhiều lần kiểm tra đơn giản như vậy, muốn kiểm tra, không nên sử dụng các loại máy móc sao? Không xứng đáng tân thành chân do mỹ thanh âm lập tức yếu đi có chút ngượng ngùng nói chuyện này ta có thể biết một ít nguyên nhân các đồng nghiệp của tôi đều biết anh vì vậy mọi người đều muốn đến xem ngươi không cần xin lỗi ta không có trách cứ các ngươi chỉ là kiểm tra nhiều lần như vậy khiến tôi có chút mệt mỏi giọng gian hàng ôn hòa hơi dừng lại một chút trêu chọc nói mọi người muốn xem thì xem nhưng có thể đừng kiểm tra được không nhiều lần kiểm tra như vậy tôi mệt chết đi được đối với tầm mắt của nàng từ nhỏ đến lớn đã trải qua vô số lần sớm đã thành thói quen duy chỉ có các y tá thực tập kiểm tra thật sự có chút chịu không nổi một đám trắng trận nhân cơ hội hài hòa cái này làm sao chịu được phốc suy tân thành chân do mỹ lập tức cười ra tiếng ps độc giả các đại thần manh tân sách mới cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Cặn kẻ mây Umi mi liên hệ tin tức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nàng hoàn toàn không ý thức được lúc mình nói ra những lời này, trong thanh âm sen lẫn một tia u oán. Giang hàng buông tay, đó là người khác, không phải tôi sẽ không phải là hạnh phúc khi bạn hiểu rằng đi đến đâu cũng có người nhìn chằm chằm như vậy. Bắt đầu từ nhà trẻ, anh vẫn nhận được lời thổ lộ, vẫn chưa từng đứt đoạn. Có lẽ những nam sinh khác sẽ hâm mộ, nhưng bản thân hắn thì đã miễn dịch. Da mặt dày. Tân Thành chân do Mỹ nói thầm một tiếng, lập tức hỏi. À, đúng rồi. Giang hàng, mặc dù vừa rồi mọi người đều nhân cơ hội hài hòa, nhưng kiểm tra vẫn làm nếu không có gì bất ngờ, chắc hôm nay em phải xuất viện rồi. Nói ra xuất viện, thanh âm chân do Mỹ của Tân Thành có chút không nở. Cô tiếc núi gian hàng xuất viện, về sau sẽ không có cơ hội gặp mặt. Xuất viện sao? Giang hàng khẽ gật đầu. Hắn biết rõ tình trạng của mình. Thuần túy chính là thời điểm chiến đấu tiêu hao thể lực bản thân quá nhiều, chỉ cần đơn giản nghỉ ngơi. Trải qua những thời gian này nghỉ ngơi, hắn đã có thể xuất viện, không cần thiết tiếp tục đợi ở phòng bệnh. Ừ, tôi biết rồi. Giang hàng ông Nhu cảm tạ nói. Cảm ơn, nếu như không có Mỹ trợ giúp, ta có thể còn không biết hôn mê ở nơi nào. Vậy sao? Tân thành chân do Mỹ mất mát qua đi, lập tức nghĩ đến cái gì, nụ cười một lần nữa hiện lên. Giang hàng, phương thức liên lạc của anh có thể cho tôi một cái không? Sau này chúng ta có thể thường xuyên liên lạc. Vừa nói xong, gương mặt thiếu nữ ửng đỏ hỏi một nam sinh mới quen không lâu về phương thức liên lạc đây là lần đầu tiên trong đời cô trong lúc nhất thời tân thành chân do mỹ trong lòng thấp thỏm nhảy nhót không ngừng phương thức liên lạc sắc mặt gian hàng lộ ra vẻ chần chờ hắn muốn cho thành phố mới thật sự có phương thức liên lạc nhưng lúc tới ngoại trường người tin cậy tiến hóa cái gì cũng không có ngay cả thông tin thân phận cũng không có hắn có thể từ nơi nào cho Tân Thành Chân do Mỹ phương thức liên lạc đây? Giang Hàng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nghĩ biện pháp lừa dối. Về phần những vấn đề khác, đợi sau khi xuất viện, lại chậm rãi suy nghĩ. Giang Hàng vẽ mặt bất đắc dĩ, tôi muốn cho phương thức liên lạc, đồ đạc của tôi đều bị mất khi tránh quái thú tấn công. Như vậy đi, đưa phương thức liên lạc của cậu cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu đây là biện pháp trước mắt hắn có thể nghĩ ra tương đối tốt về thân phận người xuyên việt vẫn là không nên tùy tiện bại lộ cho thỏa đáng cho dù thế giới này thoạt nhìn hài hòa hơn nhiều hắn không dám khẳng định cái thế giới này âm thầm có phải hay không che giấu nào đó phía sau màn hắc thủ một khi bại lộ thân phận người xuyên việt đây không phải là đem chính mình bậy ở bên ngoài à đúng vậy khó trách lúc tôi đưa cô đến bệnh viện tcl trên người cô ngoại trừ món đồ chơi kỳ lạ kia cái gì cũng không có con quái thú kia thật đáng sợ nếu không phải cự nhân màu xám bạc xuất hiện chỉ sợ ta cũng sẽ chết tân thành chân do mỹ giật mình cầm lấy giấy bút mang theo bên người viết xuống phương thức liên lạc của mình phương thức liên lạc viết vô cùng tường tận ngoại trừ điện thoại của mình thậm chí còn đem địa chỉ nhà cô viết ra gian hàng cho anh sau khi đưa tờ giấy cho gian hàng Tân Thành Chân do Mỹ mới phản ứng lại mình đã làm gì, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Cô lại để lại địa chỉ nhà cho Giang Hàng, điều này cũng quá to gan. Ta sẽ cất kỹ. Giang Hàng hết sức trịnh trọng thu lại. Vạn nhất hắn không có cách nào giải quyết thân phận cùng chỗ ở ăn cơm vấn đề, nói không chừng đây chính là cuối cùng đường lui. Một giờ sau, giống như Tân Thành Chân do Mỹ dự liệu, Giang Hàng nhận được thông báo có thể xuất viện cuối cùng cũng có thể xuất viện. Giang Hàng lau mồ hôi không tồn tại trên trán, vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Lúc gần đi, Giang Hàng vẫy tay tạm biệt Tân Thành Chân do Mỹ. Không nhìn phía sau đông đảo thực tập các tiểu y tá, quyết đoán nhanh chóng rời đi TPC ngành y tế. Chuyện đã trải qua một giờ này, Giang Hàng hoàn toàn không muốn nhớ lại. Hắn sâu sắc cảm nhận được như lan như hổ là có ý gì một đám y tá thực tập hận không thể đem tất cả tin tức của mình toàn bộ viết xuống vùng trộm nhét cho hắn nếu như không phải thành mới thật sự do cái đẹp ngăn trở hắn chỉ sợ có thể thu được một cái túi nhỏ y tá phương thức liên lạc tân thành chân do mỹ đôi mắt lưu luyến nhìn bóng lưng gian hàng dần dần đi xa hoàn toàn không phát hiện một thanh niên mặc đồng phục đội thắng lợi đang tiếp cận thật do mỹ ngươi đang nhìn cái gì vậy Tôi nghe nói ở phòng tác chiến của đội thắng lợi, có một nam sinh siêu đẹp trai xuất hiện trong phòng bệnh. Là đội viên đẹp trai nhất đội thắng lợi, tôi không đồng ý với cách nói này. Lúc này, một đạo đồng dạng mặc đồng phục đội thắng lợi, có chút mập mạp đội viên đồng dạng đi theo tới. Đẹp trai nhất. Đội viên Tân Thành, khoác lác cũng không phải khoác lác như vậy. Điểm đẹp trai nhất của ngươi, ta là người đầu tiên không đồng ý. PS, Đọc giả các đại thần, manh tân sách mới cầu cấp giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8. Xuyên qua bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoàng hôn dần dần đến, gian hàng rời khỏi bộ phận y tế của căn cứ viễn đông TPC ngồi trên băng ghế công viên ven biển, nhìn ra xa cái này cũng quá khó khăn đi trong lòng gian hàng quả thực có vô số lời muốn nói hắn xem như thấy được sự tàn khốc của một người xuất hiện ở một nơi xa lạ suốt một buổi chiều thời gian làm người xuyên việc gian hàng đều đang tìm kiếm công việc có tiền hắn mới có thể tìm được chỗ ở giải quyết vấn đề cấp bách nhất hiện tại khiến hắn bất đắc dĩ chính là căn bản không có bất kỳ công việc nào có thể thử nghiệm tối thiểu đều phải có thân phận liên quan. Cái này cũng quá khó khăn đi. Giang Hàng cảm giác mình có thể là người xuyên việc mất mặt nhất, người thích hợp. Tốt xấu gì cũng là nại khắc sắc tư ung tra mần, lại bởi vì vấn đề thân phận mà lâm vào hoàn cảnh quẩn bách. Khó à! Giang Hàng lại thở dài một tiếng. Lúc này, một thanh âm hiền lành của bà cụ truyền tới. Người trẻ tuổi cũng không thể mỗi ngày thở dài nha. Thở dài thở dài, Dạ cũng nhanh lắm. Anh đẹp trai như vậy, nếu già rồi, sẽ có rất nhiều cô gái đau lòng. Cứ như vậy không có tinh thần sao? Cười một cái đi. Này! Giang hàng hơi sửng sốt, nhìn về phía bà lão hòa ái nở nụ cười hiền lành, giọng nói ôn hòa. Bà bà, cảm ơn bà đã động viên. Hắn đối với tình cảnh trước mắt rối rắm, đã rõ ràng như vậy sao? Lão bà bà đi tới ghế dài bên cạnh gian hàng ngồi xuống, Nụ cười cũng không hề đứt đoạn, phản phất vĩnh viễn đều là khoái khoái lạc lạc. Ngươi trẻ tuổi, có khó khăn gì có thể nói cho ta biết, để ta làm thính giả của ngươi? Vẫn luôn ở trong lòng, nhưng sẽ trở thành tâm bệnh nha. Bà bà, không có chuyện gì, chỉ là bởi vì một ít chuyện vặt khiến con rối rắm. Giang hàng lắc đầu. Vấn đề trước mắt phải đối mặt, hắn ngay cả tân thành thật do Mỹ cũng không nói, làm sao có thể nói với một lão bà bà xa là chứ cho dù bà lão xa lạ này rất hòa ái, cũng giống như vậy. Vấn đề thuộc về mình, vẫn là muốn hắn tới giải quyết. Nghe vậy, bà lão tự hồ rất mất mát dáng vẻ, bất quá duy trì liên tục trong nháy mắt, lại khôi phục đến vui vẻ trạng thái. Nếu không muốn nói thì thôi. Đi theo mẹ chồng, ta dẫn ngươi đi cho bồ câu ăn. Cho bồ câu ăn cũng là một biện pháp tốt để giảm bớt tâm tình nha. Giang hàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy bà lão đã lớn tuổi, chỉ có thể đồng ý. Hắn xem như muốn hiểu rõ một chuyện. Vấn đề thân phận không giải quyết được thì không cần giải quyết. Đường đường người xuyên việt, còn có thể chết đói sao? Cùng lắm thì tìm một rừng già núi hoang chui vào, cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Có được ung tra mần lực lượng, có lẽ chất lượng cuộc sống so không được còn không có xuyên qua trước, nhưng là cũng kém không đến nơi nào. Tiếp tục rối rắm suy nghĩ phương pháp tương lai cũng không có khả năng có biện pháp giải quyết. Lão bà bà thấy gian hàng đồng ý, nụ cười càng thêm nồng đậm. Mang theo gian hàng chậm rãi đi về phía khu vực hội tụ bồ câu ở công viên ven biển. Lão bà bà là một vị lão nhân thập phần hay nói, đi ở phía trước giới thiệu. Anh bạn trẻ, đây là lần đầu tiên anh đến công viên này phải không? Mẹ chồng, con thỉnh thoảng lại tới nơi này cho bồ câu ăn, đã cho bồ câu ăn hơn 40 năm mỗi lần mẹ chồng có chuyện gì buồn, sẽ đến cho bồ câu ăn. Nhìn đám bồ câu đáng yêu, tất cả tâm sự đều sẽ biến mất nha. Bà lão vừa nói, vừa mang theo gian hàng, rất nhanh đã đi tới khu vực chim bồ câu hội tụ ở công viên ven biển. Theo lão bà bà đến, gian hàng có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn bồ câu trắng noãn hội tụ đến dưới chân lão bà bà. Đám bồ câu phát ra âm thanh ung ục, hướng lão bà bà xin thức ăn. Hơn 40 năm. Giang Hàng nghe lão bà bà nói, trong lòng giật mình. Liên tục hơn 40 năm qua đều cho bồ câu ăn, có thể tưởng tượng được lão bà bà thích bồ câu cỡ nào. Lão bà bà cầm lấy lương thực bồ câu đã sớm chuẩn bị tốt, đưa một phần cho Giang Hàng, bắt đầu rải lên. Chàng trai trẻ, đừng nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia, bây giờ là thời gian thả chim bồ câu cho tâm tình thư giãn. Giang Hàng chần chờ một hồi, cũng bắt đầu rải lên dù sao hắn cũng không cưỡng cầu chỗ ở các loại vấn đề chơi một hồi không có bất kỳ vấn đề gì lão bà bà thấy giang hàng không còn sầu lo hài lòng nở nụ cười cô không quấy rầy giang hàng yên lặng cho đám bồ câu ăn sau khi giang hàng và bà lão cho bồ câu ăn hết sạch sắc trời đã hoàn toàn tối đen bàn đêm chính thức tới thế nào tâm tình tốt chứ bà lão hòa ái nhìn giang hàng quả thật khá hơn nhiều rồi cảm ơn bà bà Giang Hàng khẽ gật đầu. Trải qua chuyện cho bồ câu ăn, hắn cảm thấy cho dù ngủ ngoài trời hoang dã, cũng không có đáng sợ cỡ nào. Cùng lắm thì sử dụng người tin cậy tiến hóa, triệu hoán thạch chi dực ra. Về sau ở trong thạch chi dực cũng không phải không được. Bà cũng nhìn chầm chầm Giang Hàng, dịu dàng nói. Nhưng mẹ chồng, con cảm thấy không giống như mẹ nói. Bà bà sống nhiều năm như vậy, cũng có thể nhìn ra một ít gì đó. Ngươi tự hồ là thỏa hiệp. Rõ ràng như vậy sao? PS Độc giả các đại thần, manh tân sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9 Hiền lành tay trác bà bà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giang Hàng không quá kinh ngạc, dù sao bà lão này thấy thế nào cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Trải nghiệm nhân sinh dài đằng đẵng, mạng đến nhận thức phong phú. Cái này còn không rõ ràng sao? Lão bà bà tươi cười nhu hòa. Nói với bà bà ta một chút đi, nói không chừng có thể giúp được đâu. Giang Hàng vốn còn muốn tìm lý do qua loa tắc trách, nhưng vẻ mặt bà lão bỗng nhiên nghiêm túc. Không được nói dối, người nói dối mũi sẽ dài ra. Cứ như vậy, cho dù Giang Hàng muốn tìm lý do, cũng không có cách nào. Hắn có thể cảm nhận được sự thiện lương và hòa ái của bà lão. Giang Hàng nghe bà lão nói như dỗ trẻ con, bật cười. Thật ra không có gì. Chỉ là tôi vừa mới ra ngoài làm việc, còn chưa tìm được một công việc và chỗ ở thích hợp. Vận khí phi thường không tốt, ngày đó lại gặp quái thú, tiền tôi mang theo đều mất. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, hắn đã nói ra tình huống của mình theo một cách khác dù sao xuyên việc giả thân phận có thể không tiết lộ vẫn là tạm thời không nên tiết lộ cho thỏa đáng quái thú ngày đó lão bà bà lộ ra một tia giật mình trong thanh âm có thêm một tia thổn thức có thể bình an là tốt rồi tiền tài chính là vật ngoài thân không cần rối rắm nếu như không có chỗ ở dứt khoát đến chỗ mẹ chồng ở đi mẹ chồng còn có một phòng trống chưa cho thuê Đương nhiên, sau này cậu kiếm tiền, nhưng phải trả tiền thuê nhà nha. Chuyện tốt như vậy để cho ta gặp gỡ. Trải qua toàn dân phản trá tuyên truyền, gian hàng theo bản năng chính là không tin. Vận may của hắn tốt như vậy. Gặp khó khăn thì có người giúp. Loại chuyện này làm sao có thể tồn tại, hắn cảm thấy cho dù gặp gỡ, cũng sẽ không là mình. Có vấn đề gì sao? Trong lòng gian hàng lâm vào suy tư hắn rất tin tưởng nhận thức của mình. Bà lão này thiện lương cùng hòa ái, tuyệt đối không phải giả vờ. Nếu bà cụ thật sự có vấn đề, người tín nhiệm tiến hóa hẳn là đã sớm cảnh báo. Hiện tại hắn đã không cần lo lắng nhân loại thủ đoạn, tỉ như các yêu tử các loại. Có vấn đề gì, cùng lắm thì trực tiếp biến thân thành nại khắc tư ung tra mần, giải quyết hết thảy phiền toái. Ta đây là gặp được người tốt a. À? Trong lòng gian hàng hiện lên một tia cảm khái trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt à người trẻ tuổi ta gọi là thủ trác bách hợp ngươi gọi ta là thủ trác bà bà là được rồi nếu như ngươi muốn gọi bà bà cũng có thể thủ trác bà bà tuy rằng đã hoa giáp tuổi thân thể vẫn khỏe mạnh như trước đứng dậy đi ở phía trước mang theo gian hàng thủ trác bà bà gian hàng đi theo sau tay trác bà bà trong lòng có chút không thể tin được một trong những nan đề lớn nhất hiện nay của hắn, vấn đề chỗ ở cư nhiên dễ dàng giải quyết. Tuy rằng sau đó vẫn phải trả tiền thuê nhà, nhưng như vậy đã đủ hào phóng rồi. Có thể cung cấp chỗ ở cho người lạ, đây là phải người lương thiện cỡ nào mới có thể làm được. Không ngờ vận khí tối tâm lại chiếu cố ta một lần. Mười mấy phút sau, gian hàng đi theo thủ trác bà bà đi tới một gian chiếm diện tích khá lớn, tràn ngập phong cách thế giới trước bằng gỗ cũ nhà ở thủ trác bà bà chỉ chỉ nhà cũ, cười ha hả nói. Giang hàng, đây là nhà của mẹ. Ngoại trừ anh, còn có không ít người thuê nhà. Còn lại phòng cuối cùng, vừa vặn có thể để lại cho ngươi nha. Ngôi nhà có thể hơi cũ, nhưng vẫn luôn được bảo trì, không cần lo lắng xuất hiện vấn đề chất lượng như rò rỉ mưa. Trải qua hơn 10 phút trao đổi, gian hàng và thủ trác bà bà đã xem như quen thuộc. Ít nhất, giới thiệu cho nhau một ít tên của nhau chỉ cần có một nơi để sống. Giang hàng mỉm cười, không hề để ý. Hắn có thể trở thành nhân viên bán hàng mặt hoàng bào, đối với hoàn cảnh các loại yêu cầu cơ hồ không có. Cho dù căn nhà thủ trác bà bà thuê lại bị phá, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Chớ nói chi là, thủ trác bà bà thiện lương như vậy, có thể cung cấp trợ giúp đối với hắn vừa mới gặp mặt. Ai bất mãn với trác bà bà, gian hàng đều hoài nghi người kia có phải súc sinh hay không thủ trác bà bà mỉm cười mang theo gian hàng đi vào căn nhà tràn ngập hơi thở năm tháng này gian hàng đánh giá trang trí trong nhà ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò phòng ở bố cục rất cổ xưa phòng khách sạch sẽ gọn gàng hoàn toàn không có nê ông video ngắn nhà cửa cải tạo bên trong rách nát cùng lộn xộn gian hàng đi theo thủ trác bà bà đi ngang qua từng gian phòng mỗi một gian phòng đều có một cái tên treo ở cửa phòng hiển nhiên những phòng này đều đã cho thuê thủ trác bà bà đi ở phía trước, thanh âm hiền lành. Giang hàng, người thuê ở đây đều là người làm công ở xã súc số khổ. Cố gắng không phát ra tiếng ồn quá lớn, gia súc xã hội đã đủ vất vả rồi, cũng không thể để cho bọn họ ngay cả ngủ cũng không ngon được. Giang hàng nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, thủ trác bà bà. Đã từng là người làm công, hắn đương nhiên rõ ràng ảnh hưởng của tạp âm. Đương nhiên sẽ không làm ra chuyện xả súc khó xử xả súc. PS. Độc giả các đại thần, manh tân sách mới cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu vé tháng. Cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Vấn đề phòng lớn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giang hàng và thủ trác bà bà đi tới gian phòng cuối hành lang căn phòng này không có bản tên, hiển nhiên là phòng thủ trác bà bà cho gian hàng thuê. Thủ trác bà bà thuần thục cầm lấy chìa khóa mở phòng, gian hàng, gian phòng này cho con thuê. Chuyện tiền thuê nhà không gấp, chờ anh có tiền, lại từ từ trả đi. Có vấn đề gì, có thể lên lầu tìm tôi xử lý. Nói xong, thủ trác bà bà đưa chìa khóa cho gian hàng, chậm rãi đi xuống lầu. Vốn gian hàng định dìu trác bà bà về phòng, kết quả bị ngăn lại không cần, cậu nên làm quen với căn phòng trước đi. Mẹ chồng già rồi, nhưng không đi không được. Trong lòng Giang Hạng có một tia cảm giác không chân thật. Hắn thật sự gặp được người tốt. Căn phòng này có chút kỳ quái. Giang Hạng đánh giá căn phòng, cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc mới tới căn nhà cũ này, hắn phát hiện diện tích nhà khá lớn. Nhưng cũng không lớn đến mức thái quá, chớ nói chi là chia không ít phòng cho khách thuê khác. Một đường quan sát tới, dựa theo biển số nhà phía trên tên, tiếp cận có 10 cái khách thuê. Rồng rã 10 cái khách thuê, mỗi một cái phân chia phòng xuống dưới, to như vậy nhà ở cũ đã không còn lại bao nhiêu diện tích. Đây cũng là điểm kỳ quái của gian hàng, phòng của anh vô cùng rộng rãi. Cái gọi là chật chội, áp lực, hoàn toàn không tồn tại. Gian phòng rộng rãi sáng sủa, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Gian hàng cẩn thận xem xét phòng lại phát hiện một vấn đề bố cục phòng rất có hơi thở niên đại bất kỳ đồ dùng trong nhà nào hiển nhiên đều có một đoạn năm tháng nhưng những đồ dùng này đều không có dấu vết sử dụng qua mặt trên chỉ có hơi thở của năm tháng cho dù là lấy ánh mắt gian hàng hiện tại đến xem những đồ dùng này cùng phòng trang trí đều là hiện đại mới có phong cách nhưng cảm giác năm tháng phía trên làm thế nào cũng không làm giả được chẳng lẽ nơi này từng là phòng của con gái thủ trác bà bà Giang Hàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đáp án như vậy mới có thể giải thích. Có lẽ một chuyện ngoài ý muốn, khiến căn phòng mà thủ trác bà bà vốn chuẩn bị cho con cái vĩnh viễn không phát huy tác dụng. Hắn không có quá mức miệt mài theo đuổi vấn đề, dù sao chỉ cần biết thủ trác bà bà là một người tốt, trợ giúp hắn là được. Giang Hàng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, thích ý nhìn chầm chầm trần nhà. Thật thoải mái. Cảm giác ngủ trên giường, rốt cục đã trở lại, không cần đi ngủ ngoài trời giả ngoại. Mới vừa nằm xuống không lâu, Giang Hàng nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm hòa ái hiền lành của trác bà bà. Giang Hàng, nghỉ ngơi tốt chưa? Mẹ chồng làm bữa tối, cùng nhau ăn đi. Giang Hàng vốn định cự tuyệt, nhưng bụng truyền đến tiếng ung ục, khiến hắn không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể mặc giày ăn. Đến lúc đó trả tiền thuê nhà, báo đáp thủ trác bà bà nhiều một chút. Giang Hàng thu dọn bản thân một chút, đi xuống lầu. Trùng hợp chính là, hắn vừa vặn gặp được con vật xã hội nê ông trong truyền thuyết. Giang Hàng nhìn thấy tên Tây Trang dày da này, cả người tràn đầy mệt mỏi, trong lòng tháng phục. Không hổ là nghe hồng xả súc trong truyền thuyết, còn cuốn hút hơn cả ta. Khí chất, chỉ cần ông chủ gọi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến của nghe hồng xả súc, gần như lấp lánh đến mức anh không mở mắt ra được cho dù hắn từng là nhân viên giao hàng mặt hoàng bào, cũng không có khí chất trên người nghe hồng xả súc. Giang hàng không quấy rầy tên xả súc mệt mỏi đến không muốn nói chuyện này, trực tiếp đi tới nhà trác bà bà ở lâu một. Lúc này, trong nhà thủ trác bà bà truyền đến mùi thức ăn nồng đậm. Chỉ là ngửi được, Giang hàng đã có một loại cảm giác miệng nước chảy xuống. Giang hàng, đừng ở bên ngoài nhìn nữa, mau tới ăn đi. Tay trác bà bà nhìn thấy Giang hàng đứng ở cửa, cười càng thêm hòa ái gian hàng không khách khí đi thẳng tới trước bàn ăn ngồi xuống bàn ăn bày đầy các loại thức ăn mỹ vị mỗi một món đều là sắc hương vị đều đầy đủ để cho gian hàng mừng rỡ chính là những món ăn này cơ hồ đều là hắn thích nhất thủ trác bà bà múc một chén cơm đưa cho gian hàng ăn đi ngươi hẳn là đã sớm đói bụng đi khụ khụ gian hàng có chút xấu hổ quả thật hôm nay không biết làm sao hắn đói bụng dường như hơi nhanh. Buổi trưa tại TTC Viễn Đông căn cứ y tế bộ phận ăn cơm trưa, lại ngay cả một buổi chiều đều không có chống đỡ đi qua. Giang hàng thấy thủ trác bà bà bắt đầu ăn, hắn cũng khởi động. Đói bụng cả một buổi chiều, bữa tối phong phú như vậy, đương nhiên phải lấp đầy bụng. Hôm nay không ăn no, ngày mai làm sao tìm việc đây? Thủ trác bà bà ăn không nhiều lắm, phần lớn thời gian là nhìn gian hàng ăn tự hồ nhìn gian hàng ăn thủ trác bà bà cũng đã rất thỏa mãn gian hàng mùi vị thế nào rất tốt gian hàng đưa ra đánh giá cao nhất của mình bữa tối thủ trác bà bà làm hoàn toàn đổi mới nhận thức của hắn thì ra đồ ăn lại có thể ngon như vậy mỗi một món ăn đều là món ăn viêm hoàng rất mộc mạc nhưng hương vị vô cùng kinh diễm ts độc giả các đại thần manh tân sách mới cầu cất giữ cầu hoa tươi, cầu vé tháng. Cầu phiếu đánh giá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.